Hello, xin chào mọi người nhé. Video này thì mình lên review cho anh em một cây Đông Xê Hùa 8883 gửi về Hà Nội, cây tung la cũng nhé. Thì phụ kiện chúng ta sẽ có hộp này, túi nhung này, a dao, ốp, màng rung, dây treo. Màng rung thì chúng ta được hai gói nhé. Gói màu trắng này có chữ Đông Xê Hùa này, thì là của hãng người ta tặng. Còn gói đồ hành là shop mình tặng theo. Hai gói này thì chất lượng như nhau, dầu bôi trơn khớp nối. Đây là cây DG Đông Xê Hùa 8883 cùng lai các bạn. Đây logo đây. 8883 thì nó được bọc bằng sừng bò Nam Phi. Trước đây thì màu nó khá là đậm, nhưng mà bây giờ thì nó để màu nhà thơ mà. Cái sừng này rất là đẹp, và những hàng cao cấp thì mới có sừng này, còn những hàng trung cấp thì họ chơi cái sừng trâu thôi. Đồng sừng 8883 mình đã dán sẵn bằng rung rồi, nó sẽ test âm cho các bạn cùng tham khảo. Cái này khớp đơn nhé. 8883 các loại đặt hàng của Đông Xê Hùa ấy thì mình nhập sẵn là hàng có khớp. Tuy nhiên các bạn nào mà có yêu cầu về hàng không khớp thì mình vẫn có thể order được nhé. Đó, còn nhập sẵn là hàng có khớp. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ đi test âm nhé. Rồi, mình sẽ test âm cây DG Đông Xê Hùa 8883 tông la này nhé. Ok, xin chào mọi người nhá.